Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc, trưởng ban tổ chức các khóa tu dành cho các bạn trẻ. Kính thưa quý thầy, quý sư trong ban tổ chức, con vô cùng cảm động giờ phút này đang đầy đủ duyên lành để được ngồi ở đây. Và trước mắt con, gần 1.000 bạn trẻ, có nam, có nữ, ở trong cái tuổi gọi là dạt dào sức sống của mùa xuân đất nước, đang câu hội ở đây để mà cùng lắng nghe pháp thoại. Con xin tri ân các ngài, và giờ phút này xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn trẻ của chúng ta. Các bạn thân mến, thấm thoát lại một mùa hè đã đến với chúng ta. Một năm rồi, năm ngoái sư cũng đến đây với pháp thoại trở về chốn bình yên, và năm nay mùa hè lại về. Trong những cơn mưa đầu mùa hạ, trong những chuyến đi hoằng pháp không biết lúc nào là điểm dừng, sư lại có đủ duyên để gặp lại các em nơi đây. Sư càng cảm thấy vô cùng phấn khích, quên đi mọi sự mệt mỏi khi biết thầy trưởng ban tổ chức chỉ định là tập họp khoảng 500 em, nhưng số lượng bây giờ đã gấp đôi. Nếu không khóa sổ lại thì tiếp tục con số đó còn lên nữa, lên cao nữa. Tại sao sư lại hạnh phúc vì điều này? Các bạn trẻ của chúng ta ham tu, ham học, và sáng hôm nay chúng ta đang ngồi bên nhau để được nghe Phật Pháp. Thật là tri ân Tam Bảo và cảm ơn cuộc đời. Và có câu chuyện về một chàng sinh viên ngồi trên một chiếc xe gọi là chiếc xe ma. Các bạn trẻ chúng ta đã nghe câu chuyện chiếc xe ma chưa? Vậy thì sư sẽ kể cho các bạn nghe. Bạn sinh viên của chúng ta không phải dành thời gian để học, tiền bố mẹ gửi cho dư giả và thoải mái. Một ngày thay vì để học tập, bạn đó chiều hôm đó đã cùng với các bạn mình một cái cuộc nhậu nhẹt để xem là tửu lượng, xem ai cao ai thấp. Và do vậy, kết thúc cái buổi xem đo tửu lượng thì bạn đã say bét nhèm. Trong túi cũng không còn tiền để đi taxi về, và may quá còn vài ngàn để leo lên một chiếc xe buýt. Chuyến xe buýt nó sẽ đưa bạn về cái con đường, và từ con đường đó bạn có thể về khu nhà trọ của mình. Thì các bạn có biết không, leo lên chiếc xe buýt thì cái người mà đã quá say tửu lượng rồi thì sẽ ngủ, đúng rồi. Cho nên mặc cho xe buýt đã đi qua bao nhiêu trạm xe và đi qua cả nhà mình, bạn vẫn không hề biết, và bạn cứ ngủ mà thôi. Thời gian vẫn trôi đi, chàng ta vẫn ngủ. Rồi chiếc xe buýt vẫn chạy. Một lúc chàng ta giật mình, mở mắt ra, trời ơi, đường phố thì vắng tanh. Trên xe, cái chỗ lái xe cũng không thấy tài xế ở đó. Trên chiếc xe nhìn chung quanh không có hành khách, chỉ có gì? Only one, một mình ông ta ngồi trên chiếc xe buýt đó mà thôi. Quá sức hoảng sợ, đây là đâu? Nhưng có một điều kinh khủng hơn, không tài xế, không hành khách, chiếc xe vẫn đang lăn bánh. Đó là chiếc xe ma. Và ôi trời ơi, tôi đã ngồi trên chiếc xe ma này từ bao giờ? Cứu tôi với, cứu tôi với. Đây là một chiếc xe ma, không người, xe vẫn lăn bánh. Và tiếp tục la lên, cứu tôi không muốn lọt vào thế giới ma quái này. Và ngay lúc đó, không ai trả lời, nhưng có một tiếng thét lên đáp lại chàng sinh viên của chúng ta. Cứu cái gì cái thằng kia? Đi xuống đây ngay, đẩy xe phụ. Xe hư cả giờ đồng hồ rồi, mày cứ ngủ chết tiệt ở trên đấy hả? Xe hư cả giờ đồng hồ rồi, mày cứ ngủ trên đấy à? Như vậy có phải xe ma không? Không, chiếc xe hư mà chàng ta vẫn ngủ mê man trên chiếc xe buýt đó, gôi lôi đầu cũng không dậy, mà đầy hơi rượu như vậy, thì ông tài xế cứ xem như là một chàng trai chết tiệt. Câu chuyện đó, một câu chuyện vui, và vẫn có thật trong đời sống. Bởi vì chúng ta vẫn ngồi lố chạm xe nếu chúng ta ngủ quên. Thậm chí có người đi xe mà mất hết cả tiền vẫn không hề hay biết. Vì sự say sưa
không tỉnh giác. Ngày xưa tăng đoàn của Đức Phật thì sáng đi kinh hành, đi thiền hành, rồi là khất thực. Trưa dừng lại khất thực, rồi chiều thiền tập, tối thuyết pháp cho chư thiên nghe, thuyết pháp cho tăng đoàn và hóa độ chúng sanh bất cứ giờ phút nào chúng sanh cần. Còn nếu chúng ta không biết mình đang làm gì, chúng ta chọn giải pháp ngủ là tốt nhất. Quên tất cả để không đối diện chính bản thân mình là một kẻ vô dụng. Cho nên đóng chặt cửa lại và làm ơn đừng làm phiền. Thế là chúng ta cứ ngủ thôi. Thế cái câu chuyện trên chiếc xe ma này không phải là vui đùa. Sư muốn nói với các bạn trẻ của chúng ta là thái độ sống của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đời cần phải xác lập. Nếu không sẽ rất muộn mà. Tất cả mọi vấn đề, từ tình yêu, từ công việc, từ ước mơ, từ sự giao tiếp và mọi quan hệ trong cuộc sống, bắt đầu từ tuổi trưởng thành hôm nay, tất cả chúng ta đều phải xác định thái độ trách nhiệm của chính chúng ta. Đó là điều sư muốn nói với các em hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta nói rằng cái lễ trưởng thành là một sự kiện trong cuộc đời của mình, thì đúng ra khi những đất nước họ tổ chức những cái lễ này, họ muốn khẳng định cho xã hội, cho mọi con người thấy chúng tôi đang có một lực lượng trưởng thành bước vào trong cuộc đời để xây dựng đất nước. Cho nên nhiều nước họ tổ chức cái lễ trưởng thành cùng với thiết lập một quỹ từ thiện rất là lớn để xác lập rằng các bạn trẻ bắt đầu trưởng thành là bắt đầu nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Cho nên cái lễ trưởng thành ở một số nước luôn luôn đi chung với cái vấn đề là xác lập một cái quỹ từ thiện. Để bắt đầu các bạn trẻ của chúng ta sẽ phải nghĩ đến nhiều người bất hạnh. Có những bạn với cái tuổi này rồi vẫn còn chưa biết cha mẹ mình là ai. Cứ xem đó như là một cái kho để đòi hỏi. Và một lúc nào đó hai đấng sinh thành ra đi thì gào khóc y như thể là một người con có hiếu lắm vậy. Bây giờ thì chúng ta phải nhìn thẳng vào mọi vấn đề để nói lên sự thật thôi. Đó. Nếu chúng ta tham dự vào khóa tu tại chùa Hoa Phúc và các khóa tu mùa hè, rồi chúng ta tham dự những buổi lễ trưởng thành này, thì sư nói đó là những người có quan tâm đến chất lượng cuộc sống, đến phong cách sống. Phong cách sống không phải bây giờ chỉ là những hình ảnh, những logo, những kiểu quần áo, những mốt thời thượng, mà phong cách sống đó là chất lượng đối với cuộc sống này. Chúng ta sống có giá trị đối với cuộc sống không? Có chất lượng đối với cuộc sống không? Và nói một cách rất đơn giản, chúng ta sống có ích với mọi người, với xã hội, với chính bản thân mình hay không? Các bạn có đồng ý không ạ? Và nói đến đây, sư nhớ đến câu nói của nhà vật lý người Đức rất là vĩ đại, đạt giải Nobel vật lý vào năm 1921. Nhà vật lý này ăn chay trường, các bạn biết ai không? Đúng rồi, Albert Einstein. Ông nói như thế nào? Tôi sống với sự cô đơn và đau đớn trong tuổi ấu thơ, nhưng rất ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. Nếu ai có những năm tháng ấu thơ đi với nước mắt, nỗi khổ và niềm đau, thì hãy nhớ câu nói của Einstein, rất ngọt ngào trong tuổi trưởng thành, bởi vì tôi chịu đựng được những sự thử thách gian nan, khó khăn và vất vả của tuổi trưởng thành. Tuổi trưởng thành không phải là cái tuổi lót thảm đỏ và mọi sự như ý chờ đón chúng ta, mà tuổi trưởng thành là tuổi bắt đầu bước vào cuộc sống để đón nhận mọi sự thử thách của cuộc đời. Nên xin chúc mừng tất cả các bạn bước vào giai đoạn mới. Và điều này tuyệt vời lắm, nhất là các bạn gái, những bạn mà hay ôm bố để nũng nịu điều này điều khác, và kể cả những bạn trai hở một chút là khóc và nói mẹ ơi con cần phải nói chuyện với mẹ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải đứng thẳng lên, không còn yếu đuối. Mặc dù bố mẹ, nếu ai vẫn còn tâm sự được với bố mẹ, sự này đó là number one, số một. Từ cái tuổi bắt đầu vô tuổi mới lớn, các bạn đã tách ra khỏi bố mẹ rồi. Các bạn cảm thấy ai gần bố mẹ là trò trẻ con, là cải lương, hồ quảng, hát chèo gì đó. Nhưng nếu với tuổi này chúng ta vẫn gần với bố mẹ, nghe bố mẹ tâm sự, và các bạn gái có thể tâm sự với bố mẹ về những chuyện tình tan vỡ,
Sư nói các bạn vẫn rất tuyệt vời và bố mẹ là những người rất tuyệt vời. Chỉ sợ rằng bố mẹ của các bạn mặc các bạn cho nhà trường, cho xã hội và chỉ lao vô kiếm tiền. Đó là một điều đau đớn cho xã hội chúng ta hiện nay. Sư nói hôm nay để chỉ vài năm nữa thôi, các bạn cũng sẽ làm chủ gia đình. Các bạn sẽ không để mặc cho vợ và con, để mặc cho con và cháu, để chúng ta lao vào kiếm tiền và nghĩ rằng có tiền sẽ giải quyết được tất cả. Ở trong đây có nhiều bạn đau khổ vì bố mẹ chỉ có biết tìm ra tiền mà không có thể lắng nghe lời con cái. Sư từng thuyết bài pháp tuổi trẻ và sự cô đơn cho khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Sau bài pháp đó, biết bao nhiêu bạn đến tìm sư và nói con rất cô đơn, mặc dù con đang sống với bố và với mẹ. Có phải như vậy không các bạn trẻ của chúng ta? Bây giờ mình không dễ gì cải tạo bố mẹ. Chỉ có những ai thể hiện tác phong trưởng thành, niềm tin đối với bố mẹ, đạo đức và tất cả những gì tuyệt vời, may ra nói bố mẹ mới nghe. Và đây chúng ta cũng còn yếu đuối, cũng còn ngửa tay xin tiền và tất cả mọi thứ. Bố mẹ vẫn nói, làm gì làm thì con vẫn móc túi tiền từ bố mẹ, đừng nói gì hết. Cho nên điều sư nói ở đây, các bạn phải chuẩn bị cho mình ngày mai không đi vào những vết đường mòn cũ rứt. Chỉ biết tiền mà không có gì khác. Nếu chỉ có như vậy thì quý thầy, quý sư mở những khóa tu ra để làm gì? Chỉ mong các bạn lớn lên để giàu thôi à? Điều đó đâu có đem lại ý nghĩa gì, vì trên thế gian này người giàu vẫn khổ đau, vẫn tự tử và người giàu vẫn khóc rất nhiều. Cho nên sư nói với các bạn ở đây, đó là tình yêu cuộc sống, là trái tim, là nhân cách, là thái độ, trách nhiệm của chúng ta. Và rất may mắn điều này chỉ có thể nói với các bạn thôi, không thể nói với những người còn bé hơn, chưa thể hiểu được vấn đề chúng ta đang đối mặt. Chúng ta chỉ cần bước vào tình yêu thôi, các bạn thấy không? Bây giờ quan niệm nó như thế nào? Như là thay áo mới vậy. Hôm nay áo xanh, ngày mai áo đỏ. Rồi các bạn nam nhìn cái tình yêu như mây vậy. Hôm qua mây xanh, xong nay đi với cô mây hồng rồi. À, bởi vì sao? Thanh vân chiều nay đi vắng. Mây xanh đi vắng thì đi chơi với mây hồng. Và các bạn gái thì nghĩ với ưu điểm của mình, biết nũng nịu một tí, biết tỏ ra ngoan ngoãn một tí và biết nói những lời dịu dàng, thì chớp lấy trái tim của những bạn trai đấy và nhiều bạn trai để cho rằng mình đang thắng lợi trong tình trường. Sư nói các vị đang ngồi trong ngôi chùa và sư muốn nói với các bạn rằng tất cả đều không qua hai từ nhân và quả. Hãy có trách nhiệm thật sự đối với mọi việc chúng ta làm, kể cả tình yêu của tuổi mới lớn. Yêu là trách nhiệm, chứ không phải yêu là chiếm hữu. Yêu là tỏ ra sự thắng lợi, chiến thắng trong tình trường. Có nhiều người ta ngưỡng mộ một chàng trai có rất nhiều cô gái bu quanh. Sư nói thật với các bạn, cái đó quá dễ. Khéo ăn nói, khéo tán tỉnh, có chút tiền rủng rỉnh, có iPhone 6-7, có chiếc xe tương đối láng mướt để chở em đi vòng vòng Hà Nội. Có ngay. Điều đấy không có thể hiện một cái gì của một chàng trai trưởng thành đâu. Chỉ là một chàng trai háo thắng, thích hưởng thụ. Và chúng ta chiếm hữu cái gì sớm chừng nào, chúng ta sẽ mất sớm chừng đó. Cái gì cũng thế thôi các bạn. Đã nói vô thường là bản chất của cuộc sống. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái điều như ý sẽ đến với chúng ta mãi. Sẽ thất bại, sẽ khổ đau. Và đến lúc đó tất cả mọi người đều quay lưng ngoảnh mặt. Cho đến cha và mẹ cũng ngao ngán lắc đầu. Làm sao đây? Chính vì điều đó, sư muốn các bạn hãy mặt lên, hãy lắng nghe và xác lập cho chúng ta một lý tưởng sống, một tinh thần trách nhiệm khi chúng ta đã vào tuổi trưởng thành, nhất là thái độ yêu và thương. Tuổi trưởng thành chúng ta sẽ có khung trời riêng. Sư nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng phải sự quản lý của bố mẹ hay của anh chị em. Có những cái gì riêng tư và sư tôn trọng sự riêng tư đó. Hồi xưa thì sư thấy chỉ cần bạn trẻ mà nghe nhạc rock lắc lư là sư đã khó chịu. Nhưng không, ý thích, không có vấn đề gì hết. Lên trên máy bay, khi mà máy bay cất cánh, có nhiều bạn trẻ lắm. Việc mở ra và sư nhìn vào trong cái điện thoại chỉ là chơi những trò chơi,
game suốt 2 giờ đồng hồ. Chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội hoặc là ngược lại. Trong khi đó, chúng ta không thấy rằng chúng ta đang giết thời gian. Chúng ta cũng có chơi, nhưng một chút thôi chứ. Cuộc đời này còn hàng tỷ thứ ích lợi, cần thiết, chúng ta chưa biết kia mà. Và chúng ta chỉ giết thời gian để cảm thấy rằng mình đẳng cấp. Ai cũng có một cái iPhone, và tôi cũng có và tôi đang sử dụng nó. Sư cũng chưa sử dụng hết hiệu ứng của iPhone đâu, nhưng mà sư hạnh phúc là những cái gì ích lợi của nó sư đã sử dụng được. Ít nhất là gì? Những cái từ điển bách khoa của đời sống. Bây giờ phải vào thư viện hàng trăm cuốn từ điển như vậy. Bây giờ chúng ta bấm ở trên cái iPhone, trong vòng một giây nó xuất hiện. Chúng ta cảm ơn sự tiến bộ văn minh của khoa học kỹ thuật. Học tiếng Anh, bấm vào xuất hiện. Nhưng mà các bạn, chúng ta lại không tận dụng những điều đó. Chúng ta cần tiền hơn. Cần tiền đến những trung tâm nổi tiếng Việt Mỹ, Việt Úc, Úc Việt gì đó. Chúng ta cần tiền để thể hiện mình là người đẳng cấp trong xã hội. Sư nói với các vị, dưới cái nhìn tuệ giác, Đức Phật nói thật là đáng thương biết bao nhiêu. Cho nên ngay cả đồ dùng chúng ta đang sử dụng, quần áo chúng ta mặc và cả chiếc đồng hồ, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm đối với nó. Sư nhớ có một bạn trai, cái chuyện đó nó lâu rồi, chắc bây giờ thành cổ tích rồi quá. Bây giờ các bạn mà sử dụng cái gì, chứ còn cái đồng hồ thì nó đồ rẻ mạt, các bạn cho là như vậy. Nhưng mà đó là ước mơ của một bạn chúng ta ở cái vùng nông thôn mà nhà nghèo. Bạn chỉ ước mơ có một chiếc đồng hồ. Vào đại học rồi thì nếu mà mình là con nhà khá khá tí, chiếc đồng hồ đâu có gì đâu. Nhưng bố mẹ không thể cho mình một chiếc đồng hồ, thật là đáng tiếc. Nhưng mà hình như không qua mắt được bố khi thấy anh ta trở về và cứ chép miệng thở dài. Bố nói con muốn gì? Bố ạ, con bây giờ phải thi cử nè, học hành nè, đi lên giảng đường nè, con cần chiếc đồng hồ. Mà thôi, nhà mình khó khăn, con chẳng đòi hỏi đâu. Nhưng mà bố mẹ xót xa, điều gì mình không có, con mình phải có. Cho nên nhìn lại có con trâu mà giờ bán lấy gì cày ruộng, nhà cũng có cái gì có giá hết. Cuối cùng không biết làm gì, mà tháng sau chàng trai của chúng ta trở về, bố đưa cho một chiếc đồng hồ rất đẹp, nằm trong một chiếc hộp sang trọng, có nơ tử tế. Trời ơi, bố cho con thật à? Sao lại bố có chiếc đồng hồ này? Bố chỉ nói, món quà bố cho con, bố thưởng cho con đó. Con học tốt, con xứng đáng. Rồi bố cũng không nói từ đâu mà có. Chàng trai hạnh phúc ngắm chiếc đồng hồ và cảm ơn bố mẹ biết bao nhiêu. Thì một lần nói chuyện với đứa em gái, nó bảo ăn sướng nha, ăn có chiếc đồng hồ nha. Em bây giờ chiếc xe đạp còn chưa có. Thì em vào đại học đi rồi bố mẹ sẽ cho em mà. Thế mà anh có biết cái đồng hồ đó ở đâu không? Em đố anh đó. Anh cũng không biết nữa em ạ. Em tiết lộ anh nghe nhá, bố bán máu đấy. Trời ơi, chàng trai cảm thấy đất trời sập đổ. Và đêm đó là chàng ta mất ngủ và bắt đầu day dứt đau đớn. Và cuối cùng chàng trai của chúng ta quyết định tâm sự với thầy giáo chủ nhiệm. Bây giờ em muốn như thế nào? Thầy ơi, em muốn bán chiếc đồng hồ này, em không muốn đeo nó nữa. Đó là máu của cha em. Thầy chủ nhiệm đã nói rằng thầy sẽ mua cho em, đưa lại cho em đúng với cái giá của thị trường. Bạn trai của chúng ta sử dụng nó để tiếp tục đóng học phí mua giáo trình cho 3 tháng kế tiếp mà không xin tiền bố mẹ. Một thái độ trách nhiệm đối với cái điều mình đã mong muốn đòi hỏi mà cảm thấy mình chưa xứng đáng để sống bằng máu của cha. Mặc dù chúng ta ra đời là sống bằng máu và nước mắt của cha mẹ hết á, thì cha mẹ các bạn ngồi đây cũng có thể không cần phải làm cái việc bán máu, nhưng đang sống, đang làm việc bằng mồ hôi, bằng máu và nước mắt của những người thân yêu của cha mẹ chúng ta để đưa chúng ta vào cuộc đời. Có phải như vậy không các bạn?
Có nhiều bạn rất là mẫn cảm, nhạy cảm, đã khóc rồi, chắc đã nhớ bố mẹ rồi. Nhưng ở đây, sư muốn nói đó là thái độ có trách nhiệm. Và cậu ta ân hận đến suốt đời. Cậu ta tự xác lập, từ nay trở đi tôi muốn sử dụng cái gì, tôi phải làm cho ra tiền và tôi sẽ mua nó. Còn chúng ta có khi nào nghĩ được điều đó chưa? Mà cái tuổi chúng ta đã ăn không biết bao nhiêu cơm gạo, nước mắt mồ hôi của bố mẹ, có ai nghĩ rằng tôi muốn cái điều gì tôi sẽ làm ra nó bằng chính mồ hôi, nước mắt, trí tuệ và sức lao động của tôi? Ai nói được điều đó? Sư nói người đó thật sự đã trưởng thành. Tuy nhiên đó là lý thuyết thôi. Cái cám dỗ cuộc đời nó hấp dẫn lắm. Chờ đến khi làm ra tiền, trời ơi, cuối tuần này sinh nhật rồi lại mặc bộ quần áo cũ sao? Một bộ quần áo mới cũng là đối tượng, là sự chú ý cho chàng trai mà mình đang thích. Cứ mặc mãi cái bộ này à, cứ một bộ cắn mới chứ, thì làm sao phải móc tiền trong túi bố mẹ ra, đúng chưa nào? Chúng ta thích cái này, thích cái kia, khó mà nói ngày mai lắm, phải có hôm nay. Đó là gì? Cái trách nhiệm chúng ta không đưa lên hàng đầu, mà niềm tham vọng chúng ta đưa nó làm trọng tâm, như là thái độ sống ích kỷ làm trọng tâm. Sau giờ ngoại khóa, cả lớp vội vàng thu dọn đồ đạc, bàn ghế và mắt ai nấy đi về. Nhưng mà thầy giáo nói không, trong lớp này có 4 tổ thì có 2 tổ phải có trách nhiệm xếp bàn ghế lại đúng vào vị trí như cũ để sáng mai chúng ta vào giờ học. Nhưng mà rồi ai cũng muốn nhanh về, cho nên thầy nói thì gật như thế. Nhưng sáng hôm sau, khi các bạn đến lớp, bàn ghế ngổn ngang bừa bộn đầy các rác rết, nghĩa là 2 tổ không có ai làm hết. Những sinh viên trong 2 tổ được phân công, thay vì là khẩn trương kê xếp quét dọn thì bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cãi nhau ầm ĩ lên. Và sắp sửa tới giờ chuông đổ vào học rồi mà 2 cái tổ đó vẫn cãi nhau. Còn 2 cái tổ mà không được phân công thì đứng chống nạnh để chờ chúng mày cãi nhau khi nào kết thúc. Cuối cùng người ta lên báo ở trên khoa, trưởng khoa phải phone cho giáo viên chủ nhiệm xuống giải quyết ngay, sắp tới giờ học, sinh viên lớp ông cãi nhau ầm ĩ. Ông thầy đến, đứng ra phân giải một lúc mới yên, nhưng rất nhiều sinh viên vẫn còn ấm ức. Hôm qua tao kê 2 cái bàn rồi tao mới về, còn nó về ngay, mà hôm nay nó cũng chỉ kê có 1 cái, còn mình lại tiếp tục 2 cái nữa là mình 4, mà hắn ta chỉ kê có 1 cái bàn. Mà giảng đường ở trong trường đại học thì các bạn biết rồi, rất nhiều bàn chứ không phải vài chục cái, cho nên rất ấm ức. Cuối cùng thầy giáo để cho lớp ổn định hết, và thầy nói trước khi vào giờ học đầu tiên trong ngày hôm nay, thầy muốn kể cho các em nghe một câu chuyện về trách nhiệm, để các em tự suy xét về việc mình đã làm ngày hôm qua. Và tất cả chúng ta cần phải suy xét về việc của mình đã làm, đã nói, đã nghĩ, đã tạo tác trong quá khứ, trong ngày hôm qua, trong buổi sáng sớm hôm nay. Các bạn có đồng ý không ạ? Đó là ở trường đại học Oxford. Và người ta kể rằng ở trường đại học Oxford nổi tiếng này có một nhà hát rất là bề thế và hoành tráng, mang tên là Sheldonian, do kiến trúc sư tài năng Christopher Grant thế kỷ 17 đã thiết kế cái nhà hát này. Và nhiều người tin rằng thời gian sẽ không làm cho nhà hát này suy chuyển được đâu. Và 300 năm sau, tại nhà hát này người ta phát hiện ra những thanh xà ngang làm bằng gỗ sồi nguyên cây trên mái vòm bắt đầu bị mục nát, thay thế ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Những người lãnh đạo trường đại học Oxford đó rất lo lắng vì việc thay thế 20 thanh xà ngang bằng gỗ sồi nguyên cây là việc quá sức. Gỗ sồi vô cùng đắt đỏ, hơn nữa là một thân gỗ không chấp nối vào nhau. Đang lúc họ đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề, sẽ thay như thế nào đây? Hay là phải làm bằng bê tông? Và nếu như vậy thì đã mất đi giá trị của cái nhà hát nổi tiếng thế giới này. Thì người làm vườn lâu năm đã vào và báo rằng trong khu vườn, tức là cái trường đại học đó rất là nhiều mẫu đất
nó rộng lớn lắm chứ không phải nó chỉ trong một khuôn viên. Cho nên sẽ có những khu đất người ta cũng không có quan tâm, quan sát hết. Thì người làm vườn cho biết rằng ở trong vườn của nhà trường hiện giờ có khoảng gần 30 cây sồi rất lớn với kích thước đủ tiêu chuẩn để làm cái xà ngang trong cái nhà hát lớn này. Hiện giờ trong vườn trường đang có. Người ta nói, ồ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại có việc này? Người ta trả lời với người kiến trúc sư lỗi lạc, đó là Christopher Grant. Ông sinh năm 1623, mất năm 1723. Bao nhiêu tuổi các bạn? 100 tuổi. Người bảo vệ sự sống thì rất là trường thọ. Ông được 100 tuổi mới mất và ông đã trồng trước một vườn cây sồi. Bởi vì ông đã biết trước làm gì thì làm. 10 năm, 20 năm chưa suy xuyển, nhưng 100, 200, 300 năm những cây sồi kia sẽ phải mục nát vì đó là quy luật của cuộc đời. Các bạn không chịu lắng nghe, không khai mở trí tuệ đi, rồi mình cũng già, mình còn tệ hơn những người lớn đã đi qua trong cuộc đời đầy nước mắt và niềm đau. Chúng ta phải hơn chứ, chúng ta có trí tuệ, chúng ta được tu học, chúng ta được nghe pháp, chúng ta phải khác. Và người ta đã lấy những cây sồi đó để thay cho những thân xả ngang bị mục. Khi mọi người nghe có 20 cây sồi để thay cho những thân gỗ đã mục thì mọi người vô cùng cảm phục. Kiến trúc sư lỗi lạc đã chết rất lâu, từ 3 thế kỷ trước. Như vậy là vì lợi ích 10 năm trồng gì? Trồng cây, nhưng mà cây sồi mà lớn như thế cả 100 năm, 300 năm. Em tưởng trồng 10 năm được cây sồi to, mà lợi ích 100 năm đây nè mới trồng người. Mà chúng ta cứ chủ quan là mai lớn là con sẽ làm người, mai lớn con sẽ tốt. Còn bây giờ tuổi trẻ là gì? Học không chơi phí hoài tuổi trẻ. Các bạn nói như thế cho nên chơi maximum luôn. Rồi gì nữa? Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, nên tới luôn bác tài. Và các bạn chấp nhận tất cả mọi sự quả báo đau thương khi tuổi còn quá trẻ. Vì lợi ích 100 năm mới trồng người, các bạn cứ nói hẹn ngày mai lớn lên xưa ạ. Bây giờ nói chi cho nhiều. Thế các bạn thua những người mù. Người mù mỗi tháng về chùa Thiên Quang nơi sư trụ trì 500 người. Tháng nào họ cũng về hết. Các bạn lên mạng, bấm các khóa tu người mù trong tuổi trẻ chùa Thiên Quang các bạn thấy. 500 người mù. Và lúc lần đầu tiên họ về tu, sư cho họ về nghe pháp mà. Họ mới nói rằng, sư nói cái gì lắm thế? Cho cái gì cho lẹ lên để chúng tôi đi về. Nếu ở đây chúng ta là tuổi trẻ, là trí tuệ, là niềm tin hy vọng của đất nước Việt Nam, mà khi nghe pháp chúng ta bảo nói cái gì mà lắm thế, chúng ta thua những người mù. Người ta mắt mù mà tâm không mù. Bây giờ ta đã thay đổi thái độ sống hoàn toàn. Ta đến không phải để xin quà nữa đâu, chúng tôi đến là người Phật tử đi tu học. Và nếu sư ốm mà sư không thuyết pháp là điều đau buồn cho chúng tôi. Còn lúc xưa họ đến đây, họ đến chùa, họ chỉ mong rằng cuối cùng sư cho cái gì thôi. Bây giờ họ đã thay đổi, họ cần nghe. Bởi vì họ biết pháp làm cho họ thay đổi quan niệm sống và bớt đi những niềm đau khổ. Những con người không ngồi yên được một giờ, biết con người đã thất bại, không chiến thắng bản thân mình được vài phút đồng hồ nữa, chúng ta sẽ làm điều gì đây? Chỉ là trên giấy nháp, trên giấy thôi. Cho nên khi ông thầy kể câu chuyện này ra cho các học sinh tranh giành cãi nhau về cái chuyện việc làm nhỏ, ông thầy nói 300 năm mộ phần của người kiến trúc sư bây giờ hòa tan cùng đất mẹ, xương cốt gì đã thăm đất hết rồi, nhưng trách nhiệm công việc của ông vẫn còn đến bây giờ. Khi người ta đến cái nhà hát đó là lập tức người ta nhắc đến ông kiến trúc sư vĩ đại đã làm mà còn trồng một vườn cây sồi cho 300 năm sau. Cho nên chỉ là một người kiến trúc sư mà sư nói đó là thánh, đó là Bồ Tát đi vào cuộc đời. Các bạn đồng ý với sư không ạ? Nếu chúng ta làm việc và cống hiến với tinh thần trách nhiệm, sống có trách nhiệm, chúng ta sẽ là một con người không bao giờ cuộc đời lãng quên và chúng ta hạnh phúc được sống. Vậy mà bây giờ có nhiều bạn trẻ nói với sư sao? Đây là sư thuyết pháp trong mùa hè.
có nhiều bạn đã không có ngại ngần gì tâm sự. Thưa sư, con không biết có phải là con đang vô cảm không? Con không biết con đang thích gì, con đang muốn gì. Con làm, con học, con cũng có tiền, mà con không hề có một niềm say mê thích thú gì hết. Con không biết con đang sống để làm gì. Sư đến giảng rất nhiều khóa tu mùa hè, mà những khóa tu có những bạn lớn tuổi sinh viên là sư được nghe câu hỏi đó, được gặp riêng để nghe câu hỏi đó. Riêng ở chùa Pháp Vân là có một bạn sinh viên đứng lên dám nói thật. Trước tất cả hội chúng là tôi đang sống mà tôi không có biết tôi đang muốn gì. Nhiều nơi các bạn chỉ nói riêng, và nhiều nơi cái giờ thuyết pháp, nhiều bạn chỉ mong các thầy nói những chuyện tình yêu vớ vẩn để cười mà thôi. Bài thơ lát cả những câu chuyện vớ vẩn, rồi hố lên để cười, để rồi là tâng bốc ở trên các mạng. Sư thấy vô cùng đau khổ cho giới trẻ Việt Nam. Các bạn biết người ta đánh giá về chúng ta như thế nào chưa? Người ta nói về mình như thế nào chưa? Họ nói chúng ta không làm việc, không thích học hành, chỉ thích lên làm ông to, bà lớn và có tiền. Họ nói giới trẻ Việt Nam như vậy. Cho nên sư muốn khẳng định cho tất cả mọi người biết rằng không phải như thế. Đó chỉ là một giới trẻ, một số lượng trẻ tiêu cực, bị dắt dẫn bởi những con người tiêu cực. Còn chúng tôi có trí tuệ, có tình yêu thương. Một khi người ta đề xuất khóa tu có 500 mà đến gấp đôi, vẫn còn say sưa nhiệt huyết. Thế như vậy các bạn quá tuyệt vời. Các bạn là những con người làm cho sư phải ngưỡng mộ. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy, sư vẫn nhắc với các bạn, tuổi trưởng thành phải gắn với hai từ. Xin cảm ơn các bạn. Trách nhiệm. Một bạn sinh viên mới ra trường, bạn học ngành y, bạn ra trường thì công việc đầu tiên chưa có đường làm bác sĩ để mà mổ xẻ người ta đâu. Một người mà học ngành y thì đã bao nhiêu năm tháng phải thực tập cái chuyện đấy. Mà khi làm bác sĩ rồi người ta cũng chưa dám giao cho bác sĩ mới ra trường những ca phẫu thuật nan giải. Trên cuộc đời này muốn khẳng định sự thành công phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Có những bạn ở nhà có người làm, mẹ bê vô giường hầu từng bát mì, bát phở. Cậu ấm cô chiêu kiểu đấy là ký sinh trùng của xã hội. Đã đến lúc mình là chỗ nương tựa của bố mẹ, các bạn gái là chỗ cho mẹ mình tâm sự. Con ơi, con có biết không, mẹ đang có một cái bệnh nan y, mẹ không biết nói cùng ai, mẹ tâm sự cùng con. Con ơi, mẹ muốn nói với con rằng nhà mình có những món nợ. Con gái phải là người để cho mẹ có thể tâm sự. Con trai phải là một người bạn thật sự của bố, cũng là một cái bóng cây ở trong nhà để cho mẹ yên tâm. Chúng ta vào tuổi trưởng thành rồi, chúng ta xác định mình là cái gì? Chỉ những bộ quần áo đẹp à? Buổi sinh nhật và những bài hát róc riếc ầm ĩ thôi sao? Đâu phải mình ai cũng làm ca sĩ các vị. Tất nhiên ca sĩ nhạc rock không phải dễ để thành, sư không chê. Người ta cũng phải lao động mới thành ca sĩ. Nhưng không phải ai cũng làm ca sĩ. Đó cũng chỉ là một sở thích vui trong đời sống, nó không phải mục đích của cuộc đời. Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn có quyền yêu thơ, có quyền yêu nhạc, có quyền thích đi dạo bờ sông, có quyền thích cái này cái kia. Và đó chỉ là những sở thích. Còn mục đích của cuộc đời có khi bây giờ chúng ta vẫn chưa xác lập được. Và nếu ai chưa xác lập được cũng không có gì lo lắng. Sư nói với các vị, nếu ai chưa biết mình thích gì cũng không có gì lo lắng hết. Chúng ta còn trẻ, tự tại và hạnh phúc. Nếu còn nhiều dấu chấm hỏi, những chấm hỏi đó sẽ lần lượt được giải đáp trong cuộc sống. Không có gì phải lo lắng. Hỡi các bạn trẻ Hà Nội thân yêu của chúng ta, và sư sẽ giúp cho các vị giải quyết những cái lo lắng đó. Vì sư đang nói chuyện bạn sinh viên ngành y của chúng ta ra trường. Cô y tá này là gọi là một bác sĩ thực tập, làm việc với bác sĩ phẫu thuật. Và khi mổ xong, ông bác sĩ đang chuẩn bị khâu các vết mổ lại, thì cái cô này cô mới nói, thưa bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc ở trong cái khoang bụng của bệnh nhân chưa lấy ra. Bác sĩ khoan hãy khâu vết mổ lại.
Ông bác sĩ khá lớn tuổi nói một cách quyết đoán: cô mới ra trường biết gì, tôi đã lấy hết toàn bộ những miếng gạc ra rồi, chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại, đừng nói nhiều. Cô gái mới ra trường này cương quyết: không được, chúng ta đã dùng hết 12 miếng gạc trong khi mổ, thưa bác sĩ, mà tôi chỉ mới lấy được 11 miếng mà thôi. Như vậy là còn một miếng gạc nữa trong bụng của bệnh nhân, thưa bác sĩ. Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này, cô khâu vết mổ lại. Cô nữ bác sĩ trẻ mới ra trường trả lời: thưa bác sĩ không được làm như vậy. Mặc dù bây giờ bác sĩ là bác sĩ trưởng, bác sĩ là sếp của tôi, nhưng bác sĩ cần phải có trách nhiệm với cái mạng sống của bệnh nhân. Tôi không thể nào chấp nhận khâu vết mổ lại. Lúc này bác sĩ mới mỉm cười. Ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ 12 ở trong đó và nói: thưa cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó. Cảm ơn chàng pháo tay của các bạn. Các bạn tán thành thái độ làm việc trách nhiệm là các bạn đã hiểu hôm nay sư muốn nói gì. Nhiều khi ông bác sĩ ông nạt một cái mình không vá lại mất lòng ông sao? Cho nên thôi thà chết bệnh nhân còn hơn mất lòng ông sếp. Có những con người lại được ăn học đàng hoàng vẫn chán. Nhưng mà có những người không biết mình thích gì nữa. Tại vì cái gì cũng đại khái. Được hát, được đàn, được vẽ, được thể thao, được học, được. Cái gì cũng được hết và cứ nghĩ như mình là cái gì đó. Và có những bạn phải học vì danh dự đối với mẹ, với bạn bè, với bố và xã hội. Nhưng cũng không biết có phải mình thích nó hay không. Bây giờ ra đi làm, con chưa đi làm được đâu mẹ. Cho con đi học 2 năm nước ngoài. Gia đình có điều kiện, ok, đi học nước ngoài qua Mỹ 2 năm về ngành kinh tế, marketing. Niềm vui của bạn 2 năm bên Mỹ là gì? Những ngày nghỉ, vác máy, đi chụp hình chỗ này chỗ nọ, vô vườn thực vật, vô những park, công viên, rừng cây, con thú lạ vân vân. Rồi lại bắt đầu 2 năm trôi qua, cảm thấy vui, viết thư về nói vui. Nhưng mà thật sự vẫn không có niềm đam mê trong cái môn học của mình. Nhưng vẫn tốt nghiệp. Và trước mắt là đi làm, kiếm tiền. Nhưng mà hình như vẫn thấy một cái gì đó trống vắng lắm. Và sư nói đây cũng không phải bạn nào cũng tốt nghiệp. Có nhiều bạn đang học vẫn rất trống vắng. Các bạn vào năm thứ nhất vẫn không biết mình thích cái gì đấy. Cho nên vội vàng tìm một tình yêu để lắp vào chỗ trống. Các bạn trai năm 2, năm 3 tìm một mối tình lắp vào chỗ trống để nói những chuyện triết lý cao siêu chả ăn nhập gì đến cuộc sống hết. Sư nói các bạn đừng vội lo lắng khi mình chưa biết mình thích gì đây. Cứ phải làm đúng cái barem đấy đi, bố mẹ đưa ra, không có sai thì cứ làm. Nhưng khi đã tốt nghiệp, đã đi làm, bắt đầu các bạn suy nghĩ, quan sát cuộc sống và tự hiểu chính mình nhiều hơn. Sẽ đến lúc các bạn sẽ biết mình thích cái gì. Vấn đề là dám thực hiện ước mơ của mình hay không mà thôi. Có nhiều người đã dừng ước mơ lại sau một công việc, một cô vợ, một mái nhà tươm tất, hai đứa con, một trai một gái, và sáng leo lên xe đi làm, về hút điếu thuốc, uống ly cà phê, rồi lát vợ bê cơm lên, cho là đó là giá trị cuộc sống, đó là ý nghĩa cuộc đời. Sư xin nói thẳng, không phải. Đó chỉ là một cái khuôn mẫu các vị tưởng tượng ra mà thôi. Đôi khi vẫn vô cùng chán, ngán lên tận cổ. Các bạn có biết như vậy không? Bởi vì sao? Các bạn cứ thử chơi một cái trò chơi đi, không chơi mãi được đâu. Các bạn thích một cái áo mới, không thích quá 3 lần đâu. Và thậm chí một cái iPhone, rất thích nó nhưng mà sử dụng một lúc nào đó thì nó cũng là một vật bình thường nhét vào trong túi, đôi khi cũng quên mất. Và các bạn ơi, tình yêu cũng vậy đó. Em là cả cuộc đời anh, em là ngôi sao sáng cuộc đời anh, anh là chàng hoàng tử trong giấc mơ của em, anh là tất cả.
Tết nay anh không cần khoe áo mới, Tết nay anh không cần đi chơi vì đã có em rồi. Các bạn ơi, các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, đấy cũng chỉ là niềm đam mê cuồng nhiệt nhất thời. Rồi nó sẽ giống như một cái món đồ các bạn mơ ước. Khi được không có gì mà hạnh phúc hơn thì ôm người yêu trong tay và cô ta thành vợ của mình, không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng nó sẽ không phải mãi đến cuối cuộc đời như người ta chúc và các bạn nghĩ. Nhưng mà niềm đam mê nó không nóng bỏng như ngày mới yêu nhau. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Sorry, chuyện đã xưa rồi em ạ, xưa rồi Diễm ơi. Đừng nghĩ lúc nào mình cũng là tinh tú quay cuồng dưới mắt chàng trai mới lớn. Mọi thứ nó sẽ đặt dưới cái vai trò của trách nhiệm. Cho nên khi mà nó không còn nóng bỏng nữa, nó không còn nhiệt huyết nữa, nó không còn thiết tha nữa, thì chúng ta sẽ nói gì? Bình thường thôi. Chứ không phải chán ngán, boring cái này đi kiếm cái khác. Các vị sẽ bị quả báo trong cuộc sống không xa. Các bạn gái cũng thế thôi. Đừng vội phủ nhận. Ông chồng mình quá đáng chán, sao ngày xưa biết vậy, tôi yêu anh làm gì. Đừng nói thế. Tất cả đều có duyên, có nợ để gặp nhau. Và sư mới giảng bài pháp xin đừng rực nợ đây. Bài pháp đó muốn nói rằng yêu nhau, sống với nhau cũng là một món nợ cần phải trả cho đến nơi, đến chốn, thưa các bạn. Bây giờ thái độ yêu đương của các bạn làm cho sư sợ hãi quá. Các bạn không tin về nhân quả, các bạn không biết ngày mai. Cho nên yêu gấp, sống bừa, phá thai. Mà tội ác của sự giết thai, phá thai, Đức Phật dạy trong kinh Trường Thọ Diệt Tội, tội ác đó giống như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu. Quả báo của nó phải đọa địa ngục. Quả báo của nó sẽ đau khổ trong nhiều kiếp sau. Cho nên nếu ai chưa làm việc ác đó, xin đừng bao giờ nghĩ đến. Nếu ai đã từng làm, sám hối, ăn năn, không bao giờ tái phạm. Đối với nhà Phật, con người sám hối, ăn năn, không tái phạm thì tội đó coi như tạm chấm dứt, không hành hạ chúng ta. Sư nhắc lại, nếu chúng ta không cảm thấy hứng thú trong cuộc sống, không sao, cứ tạm chấp nhận cái cuộc sống đó. Và chúng ta tự tìm hiểu mình qua thái độ sống với thiên nhiên, với những người chung quanh, với loài vật, với trẻ em, với mọi thứ. Khi trái tim của chúng ta có tình yêu, chúng ta sẽ biết mình thích cái gì. Các bạn bây giờ chỉ sống với ích kỷ, chưa có tình yêu thật sự, chỉ yêu cái đối tượng, chú ý đối tượng và chinh phục đối tượng. Nếu mình yêu mà người ta yêu lại mình thì mình nghĩ là ok, chứ mình biết rằng vẫn là một trái tim ích kỷ vô cùng. Khi nào mình biết yêu cuộc đời này và trái tim của mình tràn ngập tình yêu thương với tất cả, chúng ta sẽ biết mình thích hợp với công việc gì. Sẽ nhắc lại cái người bạn chúng ta học 7 năm, 5 năm tài chính kế toán gì đó, 2 năm đi ra nước ngoài, cuối cùng trở về đi làm. Vẫn không biết mình thích cái gì. Một ngày kia, trong cái ngày nghỉ phép á, anh ta đi về vùng Phú Quốc, một cái vùng đất biển mà cái bàn tay con người mới bắt đầu can dự, nó còn rất là hoang sơ. Và ốc đảo, thiên nhiên, khí trời, nước biển, tự nhiên anh ta, trời ơi, cuộc sống của tôi là ở đây. Anh ta quyết định không rời cái mảnh đất Phú Quốc đó. Và với những cái vốn liếng, với khả năng, anh ta tạo ra một cái resort nhỏ, trong đó có mấy cái phòng thôi. Cái resort đó nhìn ra biển, chỉ có mấy phòng thôi. Và anh ta làm cái công việc cho người ta đến thuê phòng, giải thích cho người ta biết thuốc bổ, niềm vui cho cuộc đời, đó là đời sống của thiên nhiên, biển là cây cối, là mọi thứ mà cuộc đời đem lại. Anh ta nói, ôi niềm ước mơ của tôi là đây đây, chứ không phải là ngồi trong bốn vách tường và bấm cái máy tính như bao nhiêu năm qua, tôi không biết tôi thích cái gì. Nhưng mà khi anh ta làm điều đó, tất nhiên sự phản ứng của gia đình, của xã hội, của cha mẹ, của tất cả. Nhưng các bạn biết vì sao anh ta làm được? Anh ta đã có một vị thế để làm. Còn mình chưa có cái gì hết, mình vứt hết không chịu học đi làm ca sĩ. Mình chưa có cái gì hết, vứt hết đòi lấy vợ, lấy chồng.
tất nhiên bố mẹ rất bất mãn, buồn phiền. Mình chẳng có thể cái gì là trưởng thành hết. Mình đòi đi theo ý muốn riêng của mình. Có những bạn từ bỏ hết, đi vào những vùng xa, làm một người tình nguyện viên, chỉ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Quá tuyệt vời. Nhưng nếu các bạn có một công việc làm, một cái gì đó để xác định cuộc sống của mình không phải là ăn bám, chúng ta sẽ có thể thực hiện niềm ước mơ của mình. Còn bây giờ mình còn bé, mình còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, mình không thể được có thái độ buông trôi cuộc đời và nói rằng tôi đang chán. Các bạn có đồng ý như vậy không? Xin cảm ơn các bạn rất thông minh, bởi vì là những điều sư nói các bạn tỏ ra rất lý thú. Các bạn cảm thấy rằng cái điều đó nó là hiện thực của cuộc sống. Ai rồi cũng có những lúc rất là hứng thú và sẽ có những lúc rất là boring, chán nản. Nhưng chúng ta không sợ một cái gì hết. Chúng ta tiếp tục để áp đầy trong trái tim mình là tình yêu. Chúng ta sẽ giải quyết được. Tình yêu người, yêu đời, yêu tất cả. Chứ không phải chỉ yêu cái đối tượng chúng ta chợt nhìn thấy sáng nay. Sư có một người cháu gọi sư bằng gì? Nó học trường kiến trúc khoa mỹ thuật. Cho nên mới năm thứ nhất, năm thứ hai nó vẽ vời rất là đẹp. Nhưng mà rồi tự nhiên nó bảo lưu kết quả, nó không thi. Mẹ nó gặp sư và đã khóc. Sư ơi, làm cách nào để khuyên cháu? Nó bảo lưu kết quả, nó tỏ ra không thiết tha gì với việc học hành. Nó đang làm gì mà suốt ngày nó ngồi trong máy thế? Nói ngoài ra ngồi trong máy nó chat à? Nó chơi game à? Không, nó không chat, nó không chơi game. Nó có những cái thiết lập, những cái gì đó. Ngoài ra nó còn thích gì nữa? Nó rất yêu chó, sư ạ. Nó nuôi những con chó to như con gấu Bắc Cực. Nhà thì chật, nó nuôi 3 con, chiếm hết cái sân thượng của bố mẹ. Rồi chiếm luôn cái phòng số 1, đáng làm phòng thờ. Nó nuôi luôn, nó để làm cái nơi nuôi 3 con chó to đấy. Chị khổ quá em ạ. Con của chị rồi sẽ ra sao? Sư ơi, sư giúp cho chị một lời khuyên. Sư mới bảo rằng, ngoài cái công việc nó đang làm trên máy, chị chưa biết làm gì nhưng rõ là không phải chơi, không phải chat, không phải chơi game, không phải vào các mạng xã hội đen, mà đang làm để kiếm tiền bằng một cách nào đó. Thứ hai, có một niềm đam mê, mà niềm đam mê là chơi với những con chó. Nhiều bạn buồn cười quá, nhưng các bạn ạ, dầu sao đi nữa chúng ta chơi với những con chó, những con loài vật đó, nó vẫn tốt hơn 1000 lần những trò chơi đen tối mà chúng ta đang tham dự trong cuộc sống. Những trò chơi vô biên bất tận, đập đá, đập đít gì đó, gái ghiếc gì đó, chúng ta vẫn là trò chơi. Nhưng khi con người ta có thể yêu được những con chó, ít nhất phải có từ tâm mới có thể chơi với chó được. Sư nói với người chị sư rằng, chị không có lo. Những cái niềm vui nó đang có, sở thích nó đang theo. Tôi cảm nhận có một cái tâm từ ở trong đó. Nhân cách nó đang được hình thành, chị đừng quá lo âu. Nhưng mà không, bố mẹ vẫn lo âu. Trường đại học sắp tốt nghiệp thì không lo, bạn bè nó ra trường nó thi. Nó cứ vùi đầu làm cái thiết lập đồ án gì đó và chơi với những con chó đó. Một lần, ngày Trung Thu sư ra Hà Nội. Chị sư sống ngoài Hà Nội này. Người cháu của sư đã đưa cho sư một cái bịch túi, sư tưởng là quà. Cái gì thế cháu? Dì ơi, nếu dì thương cháu, dì làm ơn cầu siêu cho con chó con này. Nó đã chết ngay vào ngày Trung Thu dì ạ. Và trong túi đó, một con chó con, một cái bánh Trung Thu, một cái đèn. Và xin dì hãy cầu siêu cho nó. Nước mắt của người cháu trai tuôn rơi. Sư đã làm một cái lễ cầu siêu nghiêm túc cho con chó đấy. Và nó quỳ hần như không hề biết đau chân là gì. Đó là một tình yêu thương các bạn. Và sư nói, nếu một con người có một tình yêu như vậy, đừng lo nó sẽ thất bại trong ngày mai. Chỉ vài năm sau thôi, cái kết quả trong trường mỹ thuật vẫn bảo lưu đấy. Bây giờ là một ông chủ, một hệ thống nuôi chó cưng trên toàn đất nước Việt Nam, thành công chưa từng thấy. Cổ động mọi người không ăn thịt chó, trong khi nó có bao giờ bảo là quy y tam bảo đâu. Bố mẹ quy y cho nó, chứ nó có quan tâm đâu. Nhưng tự trong tâm nó có tình yêu thương, có lòng nhân đạo, nó đã làm được rất nhiều điều trong cuộc sống.
Sư nói đó là niềm đam mê, mặc dù cái trường đại học mỹ thuật đấy vẫn còn nằm một bên, chưa có giải quyết. Đã là sao? Nhưng vấn đề là bạn đã đủ năng lực, khả năng, tài, trí tuệ để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chúng ta chưa có đủ khả năng, chúng ta vẫn phải đi theo ba rem của bố mẹ các bạn ạ. Và khi chúng ta có được năng lượng thật sự của mình, bản lĩnh, niềm tin, chúng ta sẽ thực hiện ước mơ trong cuộc đời. Nếu chúng ta có đạo đức, có tình yêu, có từ bi, có trí tuệ, đó là điều sư muốn nói với các bạn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, pháp thoại của sư sáng hôm nay tại chùa Hòa Phúc, đó là tâm huyết, là trái tim sư muốn gửi gắm cho các bạn trẻ Hà Nội trong khóa tu mùa hè tại chùa Hòa Phúc của chúng ta.